chào cả nhà nha. Mình đang quay trực tiếp học viên của mình đắp bột nha các bạn. Đây là bàn tay thứ hai. Hôm qua là một bộ tay, còn đây là bàn tay nha các bạn. Một bộ là hai bàn đúng không? Đó, đây là bàn tay thứ hai. Cái bàn tay thứ ba đi chứ đúng không? Bộ là hai đúng không? Đó, thì bạn này đang tập đắp ha, đắp lên một cái bàn tay này, bàn tay của một bạn nam nha cả nhà. Thành ra các bạn nhớ đừng comment về về ngón tay sao mà to quá nhỏ quá ha. Đó, mình quay trực tiếp để cho các bạn xem đây là học viên của mình đang làm nha cả nhà nha. Rồi. Đang làm nha các bạn nha. Học viên mình đang luyện nha các bạn, đang tập nha. Đây là cái bàn tay thứ ba nha. Vui. Đây các bạn, đây là bàn tay của bạn này đấy các bạn. Vô kinh quỷ. Bàn tay của bạn này nha. Các bạn thấy bàn tay đẹp không? Các bình luận nhớ bình luận nhẹ nhẹ thôi nha, đừng ném đá mạnh quá. Nó chỉ bàn tay nam mà, vậy là phải dễ đâu các bạn, đúng không? Trời ơi, tay nam mà. Giờ xuống tìm tí xíu xíu nữa. Các bạn đang tập làm ôm rê nha cả nhà. Đang tập làm ôm rê. Một tỷ thảo khỏi làm xả quả của em. Em cầm kéo nữa. Chị hả? Chị hả? Nó như vậy nữa hả? Cái giấy. Buồn thế. Thôi để tệ làm buộc hả? Qua trước khi làm em có hỏi rồi. Hôm mai làm trong cái tiệm tại vì đường của Thảo Kiện nó hơ luôn á. Thấy Thảo Kiện không? Tí lên thuận có thể dẫn làm. Ừ.
của ca sĩ đang truyền dạy cô. Em rể chứ, em rể chứ. Tại vì bạn đó bên Mỹ về đây học nè. Bạn đó bên đó không biết về đeo, nhưng mà bạn đó chỉ biết tháo bột thôi. Bạn đó chuyên tháo bột, có nghĩa là ai mà vô trước thì mà làm là bạn tháo bột. Thì bạn qua đây bạn học lại, bạn dạy lại cho cô. Cho em ta đi thở bô có phải mặc bịt. Cái áo này à, áo các bạn thấy không? Áo như là bóng điện. Bóng chứ à? Thầy về cả nhé. Mà mưa sao trời. Chéo là bị đỉnh rồi. Thằng sẽ làm bàn, Ngọc làm bàn. Làm chân luôn không? Hiện tại bây giờ là các bạn học viên của mình đang luyện các bạn ha. Hồi nãy là bạn Thuyền, còn giờ là chị Ngọc ha. Mọi người đang tập đắp với nhau. Đây lớp học mùa dịch nha cả nhà. Đó, bạn đắp xong rồi bạn tháo ra nè cả nhà. Đắp rồi tháo, cứ làm vậy các bạn ha. Nhưng mà không có bị tổn thương móng nha cả nhà, bởi vì ở đây mình có cái cách mình chỉ cho học viên của mình đắp tháo mài giũa mà không có bị tổn thương móng nha. Đó, lấy học viên mình tháo không, các bạn thấy không, tháo bật cái rồi xong rồi. Rồi ok, mình quay chút xíu hoạt động lớp của mình để cho cả nhà chúng ta xem nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye cái đi Thành ơi. Bye bye.